Tôi đem cái chuồng vô phòng của mèo rồi nè. Nửa con ngầu nó đẻ, nó sẽ vô cái chuồng này đẻ nha. Để phòng ngừa nửa con ngầu nó đẻ mà mình không thấy đó, con mèo con nó chỉ đi vòng vòng ở trong chuồng thôi, nó không có đi tràn lan. Tại trong đây á, con khè nó cũng hơi hung dữ, mình không biết con khè nó thấy mèo con nó có đánh hay nó cắn mèo con không, do đó để trong chuồng cho an toàn. Với con dòi này nó cũng hơi khùng nữa, mình chưa biết nó gặp mèo con nó ra sao. Hồi đó nó thấy mèo con nó cũng thương nha, mà bây giờ không biết nó có thay đổi tánh tình không. Con ngầu vừa nhìn thấy cái chuồng là muốn chui vô liền, thấy chưa, khôn ghê chưa. Nó cũng kiếm một chỗ an toàn để nó đẻ chứ. Rồi đó mình mới sắp xếp cái giường của tụi nó, mình để trên này luôn, cái nệm trên này luôn cho nó gọn cái nhà lại. Cái giường có 2 tầng là chứa dư sức mấy con này rồi. Cái chuồng này dành riêng cho con ngầu, tôi để con khế vô nó ngồi tỉnh bơ rồi bà con. Nó ngồi giống như nó tự nguyện nó trong này luôn vậy đó. Con khế nó quá thông minh luôn, nó hiểu trong này dành cho mèo con. Tại đó mình có từng nhốt nó chung với mấy con mèo con để nó chăm mà, kể cả con nhọn cho vô chung luôn. Thử 3 con vô cũng chẳng thoải mái thấy không, mà tội nghiệp con khế quá. Con của con ngầu thì nó ngồi cái tư thế sẵn sàng không nói gì, con khế nó vẫn ngồi tư thế sẵn sàng như đón em bé đó mọi người. Tới cái ngày mà con ngầu bắt đầu nó bươi đồ á, nó gặp chỗ này chỗ kia nó bươi nó quào là biết là nó sắp đẻ rồi đó. Thì mình canh là mình thấy bắt đầu rồi, mình bắt đầu mình cho nó vô chuồng. Mà chưa gì là cái mồi con ngầu nó muốn vô chuồng ở rồi. Tôi nhìn khế tôi mắc cười không biết sao nữa. Cái tướng nó như trái hồ lô vậy đó. Mọi người thấy không? Ai mà không biết nhìn vô tưởng khế có bầu chứ không nghĩ ngầu có bầu đâu. Khế nó gần đẻ rồi đó. Rồi tôi mở cửa ra nè. Hai con bước ra nha. Mà con ngầu nó không chịu ra nghe bà con. Nó biết là chỗ của nó, nhưng mà tôi chưa có lót, phải lót vải hay là lót nệm gì đó rồi cho nó nằm. Ngầu nó đang cần cái chỗ an toàn. Bất cứ con mèo nào nó đẻ cũng vậy, nó muốn kiếm một chỗ an toàn. Đứa nào nó cũng nghi ngờ hết á. Nó sợ đánh con hay cắn con đó. Giờ con nào mà ở gần nó cũng đánh, nó không cho lại gần đó. Thì mọi người coi giờ khùng kìa. Nó khùng cũng khôn, đâu ngu đâu, chưa gì nó dạnh tận dưới của giường rồi.